Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chiều ngày mùng 1 tháng 10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát liên quan tới phần tài sản. Bà Trương Mỹ Lan khai, khi con gái du học, bị cáo mua nhà cho ái nữ sinh sống và một số bất động sản khác để cho thuê, lấy tiền phục vụ nhu cầu hàng ngày. Tại phiên tòa buổi sáng, Hội đồng xét xử hỏi bà Trương Mỹ Lan liên quan tới phụ lục 4 đến 10, nhưng bị cáo này nói cần thêm thời gian xem lại và trả lời tòa sau. Những phụ lục này nêu các tài sản liên quan tới Trương Mỹ Lan và đồng phạm có liên quan tới vụ án đang bị kê biên, phong tỏa ngăn chặn. Phiên làm việc buổi chiều, bị cáo Lan nói, phụ lục 4 đến 5 liên quan đến những bị can đang bị truy nã nên không có ý kiến. Phụ lục 6 thể hiện quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp 224 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, bị cáo Lan nói, số tiền của tất cả bị cáo trong vụ án trừ đi phần của đồng phạm, phần còn lại sẽ dùng để trả cho các bị hại trong vụ án. Phụ lục 7 thể hiện một số tài khoản của các công ty liên quan tới Vạn Thịnh Phát đang bị phong tỏa, ngăn chặn. Trả lời cho hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ xin tòa giải tỏa, xin lại 25% để các tổ chức trên đảm bảo hoạt động, còn 75% sẽ dùng để khắc phục hậu quả. Liên quan tới các tài sản được liệt kê trong phụ lục 8, bị cáo Lan khai, đối với những người đứng tên giúp bà tại công ty chứng khoán Tân Việt, sẽ dùng tài sản này để khắc phục hậu quả. Đối với tòa nhà 29 Liễu Giai Hà Nội, Bị cáo Lan đồng ý bán để trả nợ và phần còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả. Đối với dự án Ngọc Viễn Đông, bị cáo Lan khai có giá hơn 4.500 tỷ đồng đã được giải tỏa, bồi thường gần xong nên hội đồng xét xử tạo điều kiện cho công ty của bà ta tiếp tục thực hiện dự án. Đối với các tài sản được nêu trong phụ lục 9, bị cáo Lan nói có nhiều bất động sản khó bán nhưng đồng ý đem vào làm tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án. Phụ lục 10 bà Lan trình bày liên quan tới nhiều tài sản, trong đó có căn nhà tại quận 3 mua với giá 300 tỷ đồng, nhưng gặp vấn đề về pháp lý đã bị cưỡng chế trong vụ án khác. Trình bày tại tòa, bị cáo Lan nói mong tòa thu hồi số tiền trên để khắc phục hậu quả. Đối với một số tài sản tại quận 1 có giá trị hơn 33.000 tỷ đồng, bị cáo Lan nói không thể định giá và không liên quan vạn thịnh phát, xin hội đồng xét xe xử xem xét xe lại. Đối với hàng chục tài sản tại Anh, Trung Quốc, bị cáo Lan nói không liên quan tới vụ án, chờ kết quả ủy thác tư pháp. Các bất động sản trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói cho con gái học tập tại Anh, Trung Quốc nên mua cho con để sinh sống, cho thuê lấy tiền phục vụ nhu cầu hàng ngày. Bên cạnh đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khai có một tổ chức vay 1.000 tỷ đồng. Nếu thu hồi nợ được, sẽ dùng số tiền trên để bồi thường cho các bị hại trong vụ án. Ngoài ra, đối với các tài sản không có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan, bị cáo này đề nghị hội đồng xét xử trả lại cho chính chủ. Sau gần 2 tuần làm việc, phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi và sẽ tiếp tục làm việc vào ngày 4 tháng 10. Hồ sơ vụ án cho thấy, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra Bộ Công an thu giữ hai túi hơm mẹt bạc tạng. Trước đó, trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Lan đã xin lại tài sản này để làm kỷ niệm cho con cháu. Trong buổi làm việc sáng ngày 1 tháng 10, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn bày tỏ mong muốn Nhân lại hai túi hơm mẹt bạch tạng. Về nguồn gốc của hai túi, bà Lan cho biết, một chiếc được mua tại Italy và chiếc còn lại được một đại gia người Malaysia tặng. Bị cáo Lan cho biết, hai chiếc túi hơm mệt đó có tiền cũng không mua được. Cái tên Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ nếu không đủ uy tín trên thế giới thì không mua nổi. Hai chiếc túi này không đáng giá bao nhiêu so với tài sản bị cáo Lan đưa vào nhằm khắc phục hậu quả. Bị cáo Lan xin tòa cho bị cáo xin lại để làm kỷ niệm. Trước đó, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cho biết, nếu đem hai túi trên đi bán đấu giá thì dân mất thời gian và khó có ai chấp nhận mua lại. Bà Lan nói có thể nhờ người nhà ra nước ngoài kiếm tiền để chuộc lại hai túi hơm mẹc bạch tạng vì đây là tâm huyết của bà. Người bào chữa cho bà Lan cũng hỏi thân chủ về các tài sản tại số 29 Liễu Giai Hà Nội, dự án 6A thành phố Hồ Chí Minh và một số dự án khác. Trả lời luật sư, bị cáo Lan cho rằng có nhiều tài sản là của riêng mình và đồng ý đưa vào để khắc phục hậu quả, bồi thường cho các trái chủ. Do các phụ lục số 4, số 10 trong hồ sơ vụ án bà Trương Mỹ Lan chưa nghiên cứu kỹ, hội đồng xét xử đã dành thời gian cho bà xem xét lại, tổng hợp chi tiết và đưa ra phương án xử lý trong chiều nay. Chiều ngày 1 tháng 10, Hội đồng xét xử yêu cầu đại diện ngân hàng Techcombank cùng nhiều người liên quan có mặt tại tòa để làm rõ một số nội dung. Mới đây, trả lời hội đồng xét xử về các tài sản đồ vật bị kê biên, thu giữ trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa tuyên trả lại nhiều đồ vật đang bị thu giữ, trong đó có hai túi Hermes da cá sấu bạch tạng giá hơn chục tỷ đồng để làm kỷ niệm cho con cháu. Theo đó, bà Trường Mỹ Lan cho biết, bị thu giữ 3 sổ tiết kiệm của con gái, không rõ trị giá bao nhiêu, nhưng có thể không đáng bao nhiêu. Bà đề nghị tòa gỡ phòng tòa, trả lại cho con gái. Theo bà Lan, cơ quan điều tra đã thu giữ của bà một điện thoại, nhiều tủ quần áo, giày dép, túi sách bị niêm phong. Trong đó có một túi Hermes, da cá sấu bạch tạng bà mua tại Italy và một chiếc khác được tỷ phú người Malaysia tặng. Bà Lan cho biết trị giá hai chiếc túi không đáng bao nhiêu so với tài sản của bà đang bị phong tỏa bà Lan xin được trả lại làm kỷ niệm để lại cho con cháu. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cũng đề nghị những tài sản gì của bà thì thu giữ, còn tài sản của người thân, trong đó em trai bà có mấy chục tỷ do mẹ để lại, thì tòa tuyên gỡ phong tỏa trả lại cho họ. Tiếp đó, bà Lan đề nghị tòa trả lại các máy tính sách tay, trong đó lưu trữ nhiều hình ảnh, kỷ niệm của gia đình trong 50 năm. Ngoài ra, bị cáo cho biết, lúc bị bắt có đeo bộ kim cương, gồm bông tai, 6 dây chuyền, nhẫn khoảng 20 carat và một chiếc túi Hermes màu đen. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho biết trong hồ sơ ở giai đoạn 2 không thấy những tài sản này nên đề nghị bà Lan hỏi lại phía gia đình, đồng thời tòa sẽ xem xét. Bị cáo Ngô Thành Nhã, em dâu bà Lan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát cho biết bị thu giữ một sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng của chồng và một sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng là tiền tích góp từ tiền lương bị cáo xin tòa trả lại sổ tiết kiệm cho chồng để chi tiêu và chữa bệnh về việc khắc phục thiệt hại bà nhã nói chỉ biết đã khắc phục được 3 tỷ đồng còn thông tin gia đình nộp thêm 10 tỷ thì chưa rõ, sẽ hỏi lại từ phía luật sư. Trả lời hội đồng xét xử, Trường Huệ Vân nói không biết chính xác bị thu giữ những gì vì khi được mời lên làm việc thì bị đưa ra ngoài Hà Nội luôn. Về sau bị cáo chỉ biết bị thu giữ hai chiếc điện thoại, một máy tính sách tay. Trường Huệ Vân trình bày nếu cơ quan điều tra chứng minh được những đồ vật đó không liên quan đến vụ án thì cho bị cáo Vân xin lại bởi trong máy tính có nhiều hình ảnh kỷ niệm về các con và gia đình của bị cáo. Đối với một số bị cáo được thẩm vấn sau đó, họ đề nghị hội đồng xét xử cho xin lại số tiết kiệm, giải tỏa cây biên nhà để gia đình và người thân sinh hoạt. Một số người khác đồng ý dùng tiền trong tài khoản bị phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Sáng ngày 27 tháng 9, hàng trăm bị hại mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát đã tụ tập ở khu vực công viên gần trụ sở tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ mong muốn nhanh chóng được giải quyết, nhận lại tiền. Họ không muốn tham gia phiên xử do tòa xét xử vắng mặt bị hại. An ninh phiên tòa vẫn được siết chặt bởi nhiều lực lượng bên ngoài đến trong tòa. Sau một tuần làm việc, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thẩm vấn bà Lan và 33 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 30.000 tỷ đồng của 35.824 trái chủ, rửa tiền 445.768 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Quá trình thẩm vấn bà Lan nhiều lần nói tôn trọng cáo buộc của cơ quan điều tra, song đề nghị hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét nguyên nhân, bối cảnh của hành vi phạm tội, bà nhận toàn bộ trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Các bị cáo khác cũng thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm nêu trong cáo trạng thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại